Hoa Phượng đây chiến đấu được 7-8 trận dông rồi đây. Còn mấy ông thầy sư phụ bảo tôi là thầy sư phụ độ số 1 của bãi. Ngày hôm qua 12 con có một mình nó đậu còn rớt hết. Hello anh em nhá. Đâu mẹ, còn mấy ông bảo là tôi là thầy độ nhiều cuối cùng rớt hết. Qua trận dông ngày hôm qua là 12 con 12 con thì một con bị bay mất xác, còn 9 con rớt cắm đầu. Còn mỗi con hoa phượng này đậu ở trên bầu trời thành công nhất, cuối cùng phải kéo dùng 4-5 anh em kéo xuống mới nổi nó. Còn bên kia khỏi cái nãy kéo xuống, cự động cắm đầu xuống. Tự xuống tự lao tự lao đầu. Rồi đang rắc hai con nhiều nhá, hai con 4m04, đều 4m04. Chuẩn bị cho lên hai con đây. Để cho nó mò mò. Quái rông. Ôi lệch mẹ rồi. Lật sáo rồi Long ơi. Bên này cao hơn nó mấy phân rồi đấy. Bên này này, hạ xuống bên này thôi. Lật ta nhìn mắt sơ đây này. Nè, đánh vào đây đúng. Mình đang đây đứng nè. Đứng sâu như tao thấy rồi. Đứng sâu đó. Rồi công đoạn xong xuôi. Cuộn dây xong xuôi, bây giờ đang chờ gió tí xíu nhá. Đang chờ gió tí xíu là bắt đầu cho lên đấy, hai con. Rồi con này con cũng xong xuôi. Đang chờ gió. Rồi đây em. Đó. Con xe có 10 tỷ em nhá. Bố thử con lên thử coi. Rồi, đang đáp con sáo 4m04. À. Bữa cái gì mưa ăn. À, con kia nữa. Cái bộ này chiều nay ít gió lắm, mới có lên nổi không? Nhìn nó dốt quá. Nhìn mấy cái lan đó. Đây, đang ráp rồi. Quay như này, đầu quay hả? Tháo, cạc, tháo thọ mà đi cạc đi hàng lượn chứ thế thôi. Nó cho hàng mượn cho vậy thôi chứ còn đem hàng xịn của nó đem ra cũng mà hư của nó thì sao? Hàng xịn bác. Đúng. Kiếm cái nịt mà vậy. Hàng xịn chẳng phải cho mượn hết rồi. Xịn quá. Bố dưa ơi, ra kéo cái bố dưa ơi. Thổi cái gì? Đã kéo cho nó cái này. Bố dưa. Kéo qua cái. Căng bét luôn, nó lắng lên phát là căng luôn. Mới mà áo luôn. Mới còn căng. Rồi có gì đây. Cái bộ này cứ lắng lên phát là à căng bét này. À, nó ấy à. Mưa thì nó ấy à. Đang ráp con này nha. Rồi, đang công đoạn ráp cái đuôi vào nha. Công đoạn ráp đuôi nữa. Rớt thôi chứ mũ nào biết được. Tét diều không. Thế được không vậy à? Tét diều không, chỉnh nét lèo. Sao cái đuôi cong thế? Đây, điều người ta không cần sáo. Thấy rồi, thấy rồi. Quay. Đó, quảng cáo như vậy. Đây. Dịp. Rồi, thử nhá, thử test là đang test lên. Ôi, không nghe tiếng gì hết. Ôi giời. Rồi, tôi vừa trước nằm đâu. Bố ở chuyển ra đây. Biển ra tao chưa nói về diều mày, tao chưa nay tao mới thấy cái nèo này nèo đầu tiên nha. Ủa nó chuyển ra. Rồi đang kỹ sư đang nghiên cứu chỉnh lèo lại. Rồi đang chỉnh dây lèo lại đó.
không có gió, có gió mà độ như vậy được. Gần 5 giờ rồi mà không có gió. Năm giờ tới nơi rồi. Đang test thử không sao nhá, để chỉnh dây leo nhá. Đi học lên hết chưa? Chưa lên được. Không mấy nhiều cỏ lên được à? Nhiều cỏ lên là có gió rồi đấy. Ngày hôm qua mẹ không có một tí con nào lên luôn. Đấy, gió lên. Ngày hôm qua tất cả là đi đồi đồi nhái. Đồi nhái Vũng Tàu. Đồi nhái Vũng Tàu thả. Không bao nhiêu. Như thế được rồi đúng không? Đây con đâm cho bố chạy thử. Không qua ạ. Tao mệt. Tao yếu rồi, gái cho mày được rồi. Đuổi nha. Đó về nhỏ keo giám sát ở đây và cho nó ôm ở đây nha. Rồi, ra cho bay lại thôi. Cho bay lại đi. Không có gió, cái này test không có sáo nhá, cho nên khả năng là không có nghe tiếng sáo kêu đâu. Nào, đưa vào đó. Lên. Đó, nghe tiếng gió thôi, nghe tiếng gió phật phật rồi. Được rồi đấy. Có ôm gió đấy. Đấy, ôm. Ôm gió. Rồi cho xuống lại test lại nha. Uống ra lấy giờ. Rồi test leo lại ấy. Rồi cho bay nhiều không, không cần nước nữa. Thì kiểu sáo mà không có sáo nghe buồn cười không? Kiểu sáo mà không có sáo nghe chẳng nghe cái gì hết, nghe phẹt 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 phẹt. Chết mạnh vô. Chết mạnh vô.